Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yeah, ok. Thì hôm nay anh em ơi, mình xin thông báo với anh em nè, là Hero Team bọn mình mới vừa có thêm gia nhập một thành viên mới đó. Thì các bạn có biết thành viên mới này là ai không? Nếu các bạn biết hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Các bạn có 5 giây để bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1 đó, các bạn hãy bình luận cho mình biết thành viên mới của Hero Team là ai nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ á là mình sẽ ra siêu thị để mình mua một ít đồ ăn để về nhà tối nay mình sẽ đãi cho cái thành viên mới này một bữa ăn thật là ngon lành luôn các bạn ơi. Đó, mà các bạn đã đoán ra được là thành viên mới là ai chưa? Mấy bạn đoán ra chưa? À, đúng rồi, đó chính là anh Siro các bạn ơi. Mà không biết cái skin của anh Siro trong Mini World như thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi mình không có chơi Mini World chung với anh Siro, cho nên mình cũng quên mất cái skin của ổng nhìn như thế nào rồi. Mà quên tên ổng ở trong Mini World là gì luôn rồi. Thôi kệ đi. Nói chung là hôm nay là mình phải đi ra siêu thị mình mua đồ ăn để đãi ổng mới được. Siêu thị ở bên góc này nè các bạn. Mình sẽ ra siêu thị để mình mua đồ ăn về nhà mình đãi cho anh Siro một bữa ăn thật là ngon lành luôn. Đi hai. Đi siêu thị mua đồ hai. Ui Sammy kìa. Ủa. Ui, cái ông kia là ai vậy? Ủa, cái ông kia là ai vậy? Ủa, sao bà Sammy bà cứ che ổng vậy ta? Ui, hình như là con trai mấy bạn ơi. Mình thấy cái áo choàng mình tưởng là tóc dài, ai về đâu không phải. Đây là con trai mà. Trời ơi trời. Mấy bạn ơi, có khi nào là Sammy phản bội mình, Sammy đi chơi chung với thằng con trai khác không? Trời ơi, chết mình rồi. Cái này chắc là Sammy đã phản bội mình nè. Trời. Ôi, ủa, rồi hai người nó đi đâu mất tiêu rồi? Hình như là đi vô siêu thị rồi. Trời ơi, ghen quá ha. Vô siêu thị mua bánh kẹo đồ về ăn chung với nhau nữa ha. Trời ơi, không thể nào chấp nhận được. Trời ơi là trời, tôi không chấp nhận được mà. Trời ơi là trời. Tôi tính là hôm nay tôi sẽ đi ra ngoài siêu thị, tôi mua đồ ăn để tôi đãi thành viên mới. Ai dè đâu, bước ra siêu thị tôi thấy được một cảnh tượng vô cùng là đau lòng. Sammy đi chơi chung với thằng con trai khác. Kỳ này tôi phải bắt quả tang hai người mới được. Mình bị phản bội. Mấy bạn ơi, tôi khổ quá mà mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy chưa? Trời ơi, hồng nhan thì bạc phận. Tại vì tôi đẹp trai quá mà, cho nên là số phận của tôi nó hẩm hiu. Mấy bạn thấy không? Bởi vì là mình mấy ngày nay mình lo mình chơi game, cho nên là Sammy đi hẹn hò với người ta mà mình không biết. Trời ơi, kỳ này Sammy dài là mình phải hỏi cho ra chuyện mới được. Tức ghê luôn á trời. Mua đồ xong rồi, Phong ơi, con ở nhà không vậy? Về rồi hả? Sammy, bà đâu rồi? Lên đây cho tôi, nhanh lên. Một cái cảnh nó mưa rồi. Hỏi tôi đó hả? Tức đập nhà luôn nè. Hỏi tôi đó hả? Tức. Tôi nói cho bà biết nè, là hồi sáng nay bà đi đâu? Tôi đi chơi với người thân thôi. Đừng có xạo, tôi không tin. Hồi sáng nay bà đi chơi chung với một thằng con trai nào đó, tôi thấy rõ ràng. Trời ơi là trời, tôi có đi chơi với ai? Bà đi chơi chung với người lạ đúng không? Người thân, người thân trong làng này, ngoài mọi người trong team ra còn ai là người thân của bà? Thôi, thân quá ha. Bạn thân hả? Không có chuyện bạn thân giữa con trai và con gái. Bà dám phản bội tôi. Bà nhớ mặt tôi đó. Tôi đi đây, tôi không bao giờ ở nhà này nữa. Bà nhớ mặt tôi đó. Tôi không bao giờ chơi chung với bà nữa đâu. Bà là đồ dối trá, đồ phản bội. Ăn cơm sao ăn chưa sao? Tôi không chơi chung bà đâu. Bà đi đi, tôi không chơi chung bà nữa. Không ăn cơm hả? Không, tôi đi đây. Trời ơi là trời, tôi bị phản bội mấy bạn ơi. Tức quá mà mấy bạn ơi. Mình nói thiệt luôn á, là mình ra mình đã phát hiện, mình nhìn thấy tận mắt rồi, vậy mà còn cãi mình nữa. Trời ơi, kiểu này là chắc chắn là mình phải là sao ta, lấy điện thoại quay lại, hoặc là mình phải làm cái gì đó để bắt quả tang tại trận luôn cho hai người đó khỏi chối nữa. Trời ơi, Sammy ha, dám đi chơi chung với thằng con trai khác. Tôi biết mà, tôi biết là tôi xấu trai, cho nên là Sammy không còn thương tôi như ngày xưa nữa. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi buồn quá. Mà mấy bạn nhìn mặt mình đi, mình cũng đẹp trai mà đúng không? Có bạn nào thấy mình đẹp trai không? Bạn nào thấy mình đẹp trai bình luận cho mình biết coi, chứ mình thấy mình đẹp trai lắm luôn á. Nhưng mà không được. Đẹp trai đến mấy cũng không bằng dẻo miệng. Chắc chắn thanh niên kia rất là dẻo miệng, cho nên là hắn ta cua được Sammy. Kỳ này á là mình phải bắt quả tang hai người này mới được. Mà bắt quả tang bằng cách nào đây ta? Ui. Mình mới vừa nghĩ ra một ý tưởng. Tại sao chúng ta lại không xây một cái bẫy, sau đó bắt hai người đó lại để cho khỏi chối nữa? Đúng rồi, mình chỉ cần là bắt bắt cái
cái người đó cùng với lại Sammy lại, thì coi như là mình sẽ bắt quả tang được là hai người đó đi chơi chung với nhau. À, hợp lý hợp lý. À, vậy là bây giờ mình sẽ xây một cái bẫy nha anh em. À, mà cái bẫy xây đâu vậy ta? À, ê, mình sẽ xây một cái bẫy ở chỗ này đi. À, hợp lý hợp lý. Ok, thì mình sẽ xây một cái bẫy gọi là một khi đã vào rồi thì không thể nào mà ra được nữa. Để xem coi, đầu tiên là mình sẽ đập một cái phần đất này ra đi. Đó, mình sẽ chọn ở phía giữa này là chính giữa đi. Chỗ này là chính giữa đi, sau đó mình sẽ đập xung quanh ra. Đó, ok, đập xung quanh ra nữa nè. Đó, ok. Rồi, chỗ này là chính giữa đúng không? Đó, vậy coi như là đập thêm một ô nữa là vừa nè. Đó, đập thêm một ô nữa. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình là khối gỗ nè. Những bạn nào muốn xây bẫy tròn thì các bạn cũng có thể xây giống như mình nha. Khối gỗ nè. Tiếp theo đó là mình sẽ lấy cho mình thêm cái này gọi là cái lò xo sắt nè. Đó. Rồi lấy cho mình thêm một cái tấm cảm áp tiếp xúc nè. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm một cái tấm ván nữa. À, tấm ván này đi. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình chỉ cần là mình sẽ đặt những cái lò xo vào đây. Đó, à, quên. Đặt cho nó hướng lên trên trời vậy nè. Đó, đặt cho cái lò xo hướng lên trên trời nha các bạn. Đó, như thế này. Đó, cho nó hướng lên trên trời thế này. Trời ơi, sao cứ nằm xuống dài quậy vậy? Hướng lên trên trời đi mấy cái này. Ok, rồi, hướng lên trên trời nè. Đó, ok. Sau đó là mình sẽ đặt gỗ vào bên trong như thế này. Đặt gỗ vào bên trong. Cái bẫy này xây dễ ẹc à, mấy bạn chỉ cần làm theo mình là được nha. Đó, đặt gỗ vào bên trong nè. Khoan từ để mình lắp cái phần đất hồi nãy mình đập nhầm ra đã. Rồi, ok, mình lắp cái chỗ đất này lại nè. Rồi, ok. Rồi, sau đó các bạn sẽ để những cái tấm ván này vào đây nè. Đó, đặt những cái tấm ván này vào bên trong. Đó, ok. Thì khi các bạn đặt những tấm ván này vào bên trong nè, thì các bạn đi đến đâu thì cái lò xo nó sẽ đưa lên và nó sẽ chặn đường các bạn lại. Các bạn sẽ không đi ra ngoài được. Đó, thấy không? Các bạn đi đến đâu nó cũng chặn đường các bạn lại, đó, thấy không? Đó, nè nè nè, đó. Ok, hoặc là dù mình đang đứng đây đúng không? Mình bất ngờ mình chạy qua đây, nó cũng chặn mình lại. Sau đó mình quẹo qua đây, nó cũng chặn mình lại luôn. Đó, các bạn nhìn nè, qua đây nó cũng bị chặn lại nè. Đó, chặn lại, chặn lại, chặn lại, chặn lại. Nó không cho mình đi luôn các bạn ơi nè. Thậm chí là các bạn chạy nhanh đến mấy cũng không được luôn nha. Chạy nè, đó, cũng không được luôn. Chạy nhanh vẫn bị chặn lại nha. Đó, vẫn bị chặn lại nè. Đó, rất là khó chịu luôn. Đó. Và đặc biệt nha, nếu mà các bạn xây cái bẫy này nè, thì khi chúng ta đứng vào đây đúng không, chúng ta chỉ cần nhảy lên một cái là chúng ta sẽ đi ra ngoài được. Đó, bởi vậy cho nên là mình sẽ không cho cái người mắc bẫy người ta nhảy được bằng cách nào. Mình sẽ dùng cái tấm dáng này mình xây một cái trần nhà không cho người ta nhảy. Đó, cái trần nhà này là mình sẽ xây kiểu cao cỡ 2 ô như thế này thôi. Đó, rồi, sẽ xây đây thế này. Đặc biệt đó nha, một tí nữa mình sẽ cài đặt là chế độ là không được phá. Có nghĩa là người ta bị kẹt vào trong đây thì người ta không thể nào phá được. Chỉ có một mình mới có quyền phá cái này ra thôi. Đó, xây thế này. Ok, rồi, giờ một khi đã vào trong đây là coi như bị kẹt ở trong đây luôn. Đó, không ra ngoài được luôn. Đó, không thể nào ra ngoài được. Đó, dù là các bạn có nhảy cũng không được luôn, thấy không? Nè, bị chặn đầu rồi nè, không thể nào nhảy được. Cho nên sẽ không thể nào ra ngoài được. À, ok, trời, hợp lý không? Hợp lý không? Chỉ có một mình mới có quyền phá cái này ra thôi. À, bởi vì mình là chủ phòng. Ok, thì sau khi xây xong cái bẫy nè, thì mình nghĩ là mình phải kiếm một cái gì đó hấp dẫn người ta để người ta có thể lọt vào bẫy. Đó, bằng cách nào thì mình đã có chuẩn bị một cái bánh kem. Mình sẽ để cái bánh kem vào đây. Đó, các bạn thấy cái bánh kem không? Đó, thì người nào mà thấy cái bánh kem này nè, chắc chắn sẽ rất là thèm, sau đó nhào tới đây và ăn cái bánh kem. Và sau khi ăn cái bánh kem thì sẽ bị lọt bẫy đó. À, ok, các bạn có biết mấy cái bẫy chuột không? Hả? À, khi mà người ta muốn bắt một con chuột thì người ta sẽ bỏ vào trong cái bẫy chuột một ít thức ăn. Con chuột nó tới nó ăn thức ăn và nó bị dính bẫy đó, thì mình cũng sẽ sử dụng thức ăn để bắt cái người này. À, trời là trời, mình sẽ bắt hai người này lại với nhau để mình biết được rằng là hai người này có đi chơi chung với nhau hay không, và mình sẽ bắt quả tang cho hai người này không còn chối tội nữa. Hả? À, Tammy kỳ này là tôi sẽ bắt bà để coi coi bà còn chối tội nữa không. Tôi tức lắm rồi đó. Ok, mình sẽ tìm cái chỗ nào đó mình núp vào. À, mình sẽ đặt cái này ra. Ok, mình sẽ núp ở đây đi. À, Tammy ơi, kỳ này là tôi sẽ bắt quả tang hai người. 1 hour later. Ok anh ơi, từ ăn cắp xe nè. Đó, sắp tới rồi. Gì vậy? Đây. Ủa, cái gì đây? Cái bánh kem kìa. Thôi anh không ăn kem xe, anh ăn bánh kem nha. Gì anh, trời ơi. Thôi về ăn cắp xe anh ơi. Trời ơi, cắp xe ngon hơn. Cắp xe gần đây không? Nè, bên cạnh anh em. À, gần.
Cho nên là bà không thích tôi nữa gì. Bà đi bà thích cái ông này gì đúng không Sammy? Trời, trời ơi, tôi bắt được hai người rồi. Trời ơi, anh ơi, giải thích đi, anh ơi. Giải thích cái gì? À, kêu nhau bằng anh luôn ha. À, cái này là kêu nhau bằng anh luôn. Vậy có nghĩa là có nghĩa là quen nhau lâu lắm rồi nè, yêu trời nhau ơi, lắm rồi nè. Trời ơi. Bình tĩnh, đừng có làm loạn. Trời ơi, đi mày nó vô nghĩ đâu. Trời ơi, anh ơi, giải thích đi. Trời ơi, ông này chán rồi. Ơi, phòng phòng đúng không? Mày phòng đúng không? Dạ, phòng ấy. Sao trước tao đậu đùi tao ba? Trước đó đùi vậy đâu? Biết đâu đeo kính xong đùi luôn, không biết cơ. Trời ơi, mày nhìn mặt tao đi, mày nhìn mặt tao đi, quen không? Quen không? Chuyện kêu đùi đi. Ủa, để đọc cái tên coi, nãy giờ quên đọc tên rồi. Mộc Nhãn. Mộc Nhãn hả? Mộc Nhãn là ai ta? Từ trước giờ mình đâu có nghe Mộc Nhãn đâu, mình chỉ nghe có hộp nhãn thôi mà. Mình ăn nhãn có cái hộp nhãn chứ làm gì có Mộc Nhãn ta. Ủa, ông này là ai ta, quên tiêu rồi ta. Trời ơi. Ủa, Sammy đây là ai vậy? Thành viên mới, trời ơi, biết ai không? Ai? Ủa, ông này là Siro Official, cái ông mà chế bắt cua hả? Ảo, trời ơi, tức ông đập cải hư luôn mày, phải không? Trời ơi, anh ơi, đi ra đi anh. tính ra là em chỉ giỡn thôi, trời ơi. Giỡn thôi, trời, con đại bàng đẹp quá ha, trời. Giỡn xíu thôi. Em chỉ giỡn thôi anh ơi, em xin lỗi. Bye bye mọi người nha, em đi đây. Ôi trời, mọi người ơi, trời. May quá trời là trời. Hóa ra là ông Siro. Trời ơi, mình tưởng là Sammy gọi là đi chơi chung với cái ông nào nhìn mặt lạ chứ ai dè đâu là ông Siro các bạn ơi. Tại lâu quá không gặp ổng trong Mini World cho nên là không biết cái skin của ổng như thế nào. Cho nên là tưởng là người lạ, ai dè đâu. Hóa ra là Sammy là chỉ là đi giới thiệu cho anh Ro đi coi tham quan cái làng thôi. Mình cứ tưởng là Sammy đi chơi chung với con thằng con trai khác chứ. Trời ơi là trời. Thôi cũng không sao. May quá. Ok, và nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa, Kyron, Mr. Vịt, Timmy TV để đăng ký ủng hộ. À quên, còn anh Siro nữa chứ, đúng rồi. Thành viên mới là anh Siro, trời quên, giờ phải thêm anh Siro vào nữa nha. À đừng quên đăng ký anh Siro nữa nha. Ok, đăng ký cho tất cả các thành viên của Hero Team luôn nha mấy bạn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải rồi, tạm biệt.